Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn một người cùng đi chơi ngày cuối tuần với chị em mình nha. Đi shopping lùng đồ mà nãy giờ lùng quá trời chưa thấy đồ nào ưng ý hết các bạn ơi. Nè có người đụng đồ nè đó. Cầm máy tác nghiệp. Mua áo không có gửi đâu thì dễ luôn. Cái áo này sale còn 20 đô. Các bạn ơi, đây trong đây bây giờ là đang sale 50%, là 49 đồng. Cái áo này 49 đồng, còn 27 đồng, 27 đồng 99. Cái đầm. Đồ nam. Ok.
dạo này uống quá, mập quá, bây giờ đi vô quầy thể dục thể thao lựa đồ, lựa đồ tập thể dục các bạn ơi. Đó, quần thể dục nè, để mình xem giá cái quần này như thế nào nha. 49 đồng, gần 50 đồng các bạn, 49 đồng một quần sọt. Và giờ qua tới cái áo thể dục. Đây là quần dài để tập legging nếu mà cái quần này mình có thể làm đá lên gì luôn, nó không sao hết, nó có độ dạng rất là nhiều. Cái hiệu các bạn nhìn thấy cái hiệu này nè, các bạn nhìn hiệu nè, đặt cái chữ này đó là hàng hiệu á. Đang là sale off 50%. Có quần lửng nè, có mẫu quần lửng nè. Cái bánh này các bạn, ở chính giữa nó có một cái xúc xích. Đây nè, một đó, đó. Ok. Bánh này ngon. Cái này là